thưa quý vị chiều qua bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thủ đô hà nội hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viên trăng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do bí thư thành ủy Chủ tịch hội đồng nhân dân thủ đô viên trăng a độ đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô hà nội bí thư thành ủy đinh tiến dũng khẳng định chuyến thăm tiếp tục làm minh chứng cho truyền thống hữu nghị sự phát triển quan hệ hợp tác song phương toàn diện trên tất cả các kênh các lĩnh vực với nhiều hoạt động nhiều dự án hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt đây là lần đầu tiên hai thành phố phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, trưng bày hình ảnh và hàng hóa, giới thiệu và thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp hai bên. Đây là một nội dung hình thức hợp tác mới hướng tới những lợi ích thiết thực, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bí thư Thành ủy Viên Chăn Tu Na Tonalom cũng chia sẻ, thông qua chuyến thăm lần này hai bên sẽ tiếp tục có sự đồng thuận cùng ý chí quyết tâm để làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ song phương thời gian tới, nhất là 6 lĩnh vực mà Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị ngay trong cuộc hội đàm. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Lào.